Hello anh em nhá, hello mọi người nhá. Hôm nay có dịp đi qua đầu cầu Hưng Hà đây, lại chính thức bị oảng người anh em ạ. Hôm nay thì không biết các bác với em có lỗi gì ở đây đây. Em lại oảng người đây, không biết bị lỗi gì đây mọi người ơi. Để xem nó như thế nào nào. Thưa quý vị, vừa rồi là những đoạn clip hàng chục ngàn lượt xem trên kênh TikTok có tên Tuấn Phò Mã 36 ghi lại tại một số điểm kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Đây cũng là nội dung thường được đăng tải trên kênh TikTok này và nhận được nhiều lượt xem, lượt tương tác. Đến trưa 6 tháng 3 năm 2024, mạng xã hội lan truyền thông tin TikToker Tuấn Phò Mã bị bắt khiến nhiều người xôn xao và thắc mắc ông này bị bắt vì lý do gì. Chiều 6 tháng 3 năm 2024, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho biết Công an huyện Yên Phong tại tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hoàng Đình Tuấn, còn gọi là Tuấn Phò Mã, 40 tuổi, quê tại Thanh Hóa, để điều tra về hành vi đánh bạc. Theo nguồn tin, bị can Hoàng Đình Tuấn mua nhà và đăng ký tạm trú trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Vừa qua, bị can này bị công an phát hiện cá cược bằng tiền trong quá trình chơi bi-a. Bị can Hoàng Đình Tuấn được biết đến là một TikToker nổi tiếng khi sở hữu kênh TikTok Tuấn Phò Mã 36 với hơn 300.000 người theo dõi và có tới hơn 3,7 triệu lượt thích cũng như nhiều video triệu view. Do vậy, bị can Tuấn được cộng đồng mạng gọi với cái tên Tuấn Phò Mã. Trong các video đăng tải của mình, TikToker này thường xuyên hướng dẫn các tài xế lái xe an toàn trên các cung đường, đồng thời chia sẻ các tình huống tranh luận với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ và xử lý vi phạm. Nhiều video của Tuấn Phò Mã cũng ghi lại việc người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm cho người đi đường, hoặc khi thấy Tuấn Phò Mã xuất hiện thì nhiều tổ cảnh sát giao thông bỏ qua vi phạm cho người dân, thậm chí đổi địa điểm tuần tra khi thấy Tuấn Phò Mã. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.